Ngày 30 tháng 9, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề khóa 6 năm 2024 nghề may công nghiệp. Tham gia lớp học có 30 học viên là lao động nông thôn của hai xã Tân Dương và Lam Vĩ. Trong thời gian học tập gần 3 tháng, các học viên sẽ được truyền đạt các nội dung như các vấn đề cơ bản về may công nghiệp, may các đường may cơ bản, may áo sơ mi, quần âu, vân vân. Qua lớp học này sẽ giúp cho các học viên có kỹ năng thực hành nghề may, áp dụng vào thực tiễn trong lao động sản xuất, giúp các học viên có cơ hội tham gia sản xuất trên các dây chuyền may của các doanh nghiệp hoặc làm việc độc lập tại cơ sở do cá nhân tự tổ chức sản xuất, qua đó góp phần ổn định cuộc sống.